Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa có buổi họp để bàn về công tác bảo đảm an ninh trật tự khi lò cao số 1 của Formosa được vận hành. Buổi họp diễn ra chiều 17 tháng 5 tại Hà Tĩnh. Trong khi đó, một thợ lặn ở Hà Tĩnh nói với VOA rằng bây giờ công an nhan nhản và ông không thể tin được người lạ nào ở đây vì công an mật còn nhiều hơn dân. Tại buổi họp được đưa tin trên trang mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Đại tá Lê Văn Sao, cựu Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh của Tổng cục An ninh, thông báo về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại khu kinh tế Vũng Áng sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển. Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh nói công tác an ninh tại đây đã được bảo đảm với sự cộng tác của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Phía Formosa cũng cam kết thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Kể từ sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và nhiều tỉnh thành khác. Các cuộc biểu tình gần đây của người dân ở tỉnh Nghệ An, nơi không được xem là nạn nhân của Formosa, đã dẫn đến những vụ bắt giữ, đánh đập và truy nã những người tham gia. Anh Phan Cường, một thợ lặn ở Hà Tĩnh, đã phải bỏ nghề vì thảm họa Formosa, cho VOA biết tình hình an ninh ở khu vực nhà máy Formosa được thắt chặt. Ngoài những hàng rào thép gai, rào chắn kiên cố quanh nhà máy, anh Cường cho biết trong khu vực còn được cài lực lượng công an mật. Vì vậy công an về đây với lại công mật, với lại mình chưa bao giờ mình ra đường gặp người lạ, mình không thể tin được. Đấy là người dân mình thường hay không ăn. Nói chung nó đóng đủ nhiều kiểu, nó đi bán bánh gì hay là nó đi rào cái nào cái kia, nó cũng như vậy. Gọi hấp dân thì dân nói, hỏi nó bán bánh thôi. Gọi là bây giờ công an mật mới nhan nhản. Trong cái khu vực này là bây giờ công an thì nhiều hơn dân nữa.